Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh Mr. Zero. Và các bạn ơi, hãy cùng với Kim Trinh để tìm hiểu và cập nhật những tin tức bóng đá hàng ngày bằng cách bấm like, subscribe và nhớ bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những điều gì thú vị của mỗi ngày các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với số Q&A thứ tư. Trong thời gian qua, chúng tôi rất vui vì đã nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn về các vấn đề bóng đá quốc tế đang được quan tâm hiện nay. Đã có rất nhiều câu hỏi hay được đặt ra cho kênh. Và sau đây là những câu hỏi đáng chú ý nhất mà chúng tôi đã chọn ra để trả lời. Việc Van Dijk chấn thương có ảnh hưởng đến cơ hội vô địch các đấu trường của Liverpool không? Câu lạc bộ Liverpool vừa ra thông báo xác nhận Virgil van Dijk phải phẫu thuật chấn thương nặng ở đầu gối sau pha va chạm kinh hoàng với thủ môn Jordan Pickford trong trận hòa Everton 2-2. Theo báo chí Anh, khả năng trung vệ người Hà Lan phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 7 đến 8 tháng và coi như mùa giải này đã kết thúc sớm với anh. Thiếu Van Dijk sẽ là một sự tổn thất nghiêm trọng với Liverpool khi anh đang gồng gánh cả hàng thủ của The Kop. Chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cạnh tranh các danh hiệu của đội chủ sân Anfield. Vì thế, nếu muốn giữ được vị thế của mình trong cuộc đua vô địch, Liverpool cần sẽ phải tính toán đến việc mua thêm một trung vệ chất lượng ở kỳ chuyển nhượng mùa đông. Còn hiện tại, đây sẽ là bài toán rất hóc búa đối với huấn luyện viên Jurgen Klopp khi hàng thủ của Lữ đoàn đỏ luôn thi đấu thiếu chắc chắn khi vắng Van Dijk. Màn trình diễn của Maguire sau khi trở lại từ tấm thẻ đỏ của Tam Sư. Sau khi trình diễn một bộ mặt cực kỳ thảm hại cùng với MU và đội tuyển Anh, Harry Maguire được dự đoán sẽ tiếp tục có những pha tấu hài ở hàng thủ của Quỷ đỏ. Nhưng không, Manchester United và cá nhân Maguire lại chơi như lên đồng trong chiến thắng 4-1 trước Newcastle cuối tuần qua. Trước trận đấu, đã có những lời kêu gọi cho Maguire nghỉ ngơi sau một tuần khó khăn ở đội tuyển Anh, nhưng anh vẫn ra sân và đập tan mọi chỉ trích. Sự tỏa sáng của trung vệ này đã gỡ hòa cho MU ngay trong hiệp 1. Anh đã có một pha đánh đầu cực kỳ hiểm hóc sau pha đá phạt góc của Hoàng Mata. Nếu duy trì được phong độ này, Maguire sẽ thực sự biến Old Trafford thành nhà hát của những giấc mơ thay vì nhà hát của những tiếng cười như trước đây. MU đang có dấu hiệu hồi sinh sau khi có hai chiến thắng liên tục, đặc biệt là ở trận đấu tại cúp C1 với PSG. Liệu rằng với phong độ như thế này thì kỳ chuyển nhượng tháng 1 tới, liệu Edward Ward có chi tiền để MU đem về những bản hợp đồng băm tấn để gia tăng sức mạnh để cạnh tranh danh hiệu không? Sau trận thua thảm họa 6-1 trước Tottenham ngay trên sân nhà, Manchester United tạm thời đang khiến các cổ động viên an tâm khi có được hai chiến thắng liên tiếp, trong đó phải kể đến trận thắng quan trọng trước PSG tại Champions League. Sẽ là quá vội vàng nếu đánh giá MU đủ khả năng thách thức mọi danh hiệu trong năm nay. Thế nhưng với những tín hiệu lạc quan vừa rồi, điều này không phải là không khả thi. Tân binh Alex Telles đang thi đấu ấn tượng và người hâm mộ cũng đang rất kỳ vọng vào màn chào sân của sát thủ Cavani. Nếu như tiếp tục duy trì được phong độ này, giám đốc điều hành Edward Ward hoàn toàn có lý do để chi mạnh cho kỳ chuyển nhượng mùa đông. Nếu như có thể hoàn tất thương vụ Sancho cùng với một trung vệ đẳng cấp, thì khi đó MU sẽ trở thành một ứng cử viên vô địch vô cùng nặng ký. Vừa rồi Ozil đăng bức tâm thư trên mạng xã hội, người ta thấy tiếc cho một tiền vệ tài hoa kết thúc năm cuối của mình ở Arsenal một cách nhạt nhòa như vậy sau 8 năm gắn bó. Mr. Zero nghĩ sao về việc này? Mới đây Mesut Ozil đã đăng tải lên mạng xã hội bức tâm thư của mình sau khi không được đăng ký thi đấu ở cả Europa League và Premier League. Điều này thực sự khó có thể lý giải được khi một cầu thủ đẳng cấp thế giới như Ozil, người đang nhận 350.000 bảng mỗi tuần, lại không đủ khả năng để thi đấu mặc dù anh hoàn toàn khỏe mạnh. Từng là niềm hy vọng số 1, là ngôi sao sáng nhất, giờ đây Ozil gần như là người thừa ở sân Emirates. Rõ ràng vấn đề không nằm ở chuyên môn mà là những câu chuyện ngoài sân cỏ giữa Ozil và ban lãnh đạo của Arsenal. Có lẽ giới thượng tầng của đội chủ sân Emirates đã quyết tâm loại bỏ đi công thần đã có 8 năm cống hiến cho màu áo đỏ và thời gian của anh ở đây có lẽ sắp sửa kết thúc. Dù sao đi chăng nữa, đây cũng là đoạn kết rất buồn của mối lương duyên Ozil và Arsenal. Dạo gần đây đang có thông tin ban lãnh đạo câu lạc bộ Chelsea đang không còn kiên nhẫn với Lampard và câu lạc bộ đang có động thái quan tâm đến huấn luyện viên Allegri. Ở kỳ chuyển nhượng hè 2020, Chelsea chi ra hơn 200 triệu bảng để tăng cường nhân sự với tham vọng cạnh tranh ngôi vô địch. Những tân binh vô cùng đắt đỏ và chất lượng cũng đồng nghĩa với việc áp lực thành tích sẽ đè nặng lên vai của Lampard.
Mặc dù chất lượng đội hình được nâng cấp đáng kể, Chelsea vẫn đang có phong độ tương đối bết bát. Sự kiên nhẫn của ông chủ Abramovich với Lampard đang dần cạn kiệt sau những màn trình diễn thiếu thuyết phục vừa qua. Vì thế, việc Chelsea đang có liên hệ với Allegri là điều hoàn toàn dễ hiểu nếu như những thành tích của The Blue không được cải thiện ngay lập tức. Đó là toàn bộ câu hỏi của số Q&A hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi cho Kane. Chúng tôi mong sẽ nhận được nhiều câu hỏi thú vị hơn nữa từ các bạn. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên like, share và subscribe cho Kane nhé. Ngoài ra hãy đặt câu hỏi và thảo luận với nhau ở bên dưới phần bình luận nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.